khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Khoe hình ảnh chăm cháu, Minh Hằng tiết lộ lý do vì sao hơn 30 tuổi vẫn không chịu lấy chồng sinh con. Mặc dù rất yêu con nít và thường xuyên chia sẻ hình ảnh con của em trai lên trang cá nhân, nhưng Minh Hằng vẫn chưa có ý định xây dựng một gia đình cho riêng mình. Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Minh Hằng hào hứng khoe hình ảnh con của em trai lên trang cá nhân cùng dòng chú thích hài hước: "Tôi làm quần quật thức đêm 2 tuần liên tục chưa chắc bệnh, ở nhà chơi với bà nhỏ này một ngày, bệnh nằm nhà quặt quẹo 2 ngày, hiểu sao đến giờ vẫn chưa dám đẻ ngang trời, thật sự quá ngưỡng mộ các chị em bỉm sữa." Có thể thấy cháu của Minh Hằng vô cùng bụ bẫm đáng yêu và được người cô nổi tiếng cưng chiều hết mực. Minh Hằng cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bé lên trang cá nhân với những lời yêu thương không khác gì con đẻ. Tuy nhiên có vẻ như việc chăm sóc một đứa trẻ đang khiến cho bé heo khá áp lực. Nên đến hiện tại dù đã hơn 30 tuổi, nữ ca sĩ vẫn chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng và sinh con. Minh Hằng sinh năm 1987 và hiện đã 32 tuổi. Cô là nữ ca sĩ được công chúng biết đến từ đầu những năm 2000 với nhiều ca khúc đình đám như Một Vòng Trái Đất, Sắc Môi Em Hồng, Đến Giờ Phút Này, Người Vô Hình. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, Minh Hằng còn tạo được nhiều dấu ấn ở mảng diễn xuất. Trong các vai diễn tạo tiếng vang trong các bộ phim điện ảnh, đến truyền hình như Gọi Giấc Mơ Về, Vừa Đi Vừa Khóc, Sắc Đẹp Ngàn Cân, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Những Nụ Hôn Rực Rỡ. Thời gian vừa qua, Minh Hằng còn gây chú ý khi trở thành mentor của chương trình The Face 2018, bên cạnh hai siêu mẫu kỳ cựu là Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến. Hiện tại Minh Hằng vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực ca hát, bên cạnh đó là làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng.